để cúi đầu dâng tớ cho kim thần tín chủ quan. Họ Bùi đã được khá xa xôi, hôm nay khát bóng vọng cầu về trước cửa cha cửa mẹ cửa các quan linh tử tiết bà. Ông cầm để tôi mở ấy, tôi mở rượu. Được chưa? Được chưa? Bắt đầu đánh gõ chuông. 3 tiếng thôi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, tỉnh Hải Dương, thành phố Chí Linh, xã Hưng Đạo, bản đền Kiếp Bạc. Hôm nay ngày 24 tháng 3 năm Nhâm Dần, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022, chủ lễ hậu duệ họ Trần, nhà văn Trần Thanh Cảnh cùng các nhân sĩ đồng tế, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà thơ Nguyễn Thành Phong, ông Nguyễn Đăng Tài dâng rượu hương về ban thờ anh linh của Đức Ông Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, cung thỉnh trình lên Đức Thánh một việc sau. Năm Kỷ Hợi năm 2019, bọn sai nha càn rỡ trong thành phố Hồ Chí Minh đã mạo phạm đem lư hương thờ thánh dưới chân thần tượng ngài tại bến Bạch Đằng đi nơi khác. Từ đó thành mất khí thiêng trấn yểm phương Bắc, khiến cho tà ma ám khí lọt vào quấy nhiễu dân lành, gây nhiều cảnh tang thương. Sự này đã được con cháu kính trình ngài vào dịp tháng tư cùng năm đó. Nay sau hơn 2 năm nhiễu loạn, bọn họ đã hồi tâm chuyển ý, quay đầu hướng thiện, cung kính đem lư hương hoàn về nơi cũ. Sự ấy đã được dân toàn thành và cả nước hoan nghênh, khói hương thờ các bậc thánh tướng, anh hùng tận tâm vì dân vì nước lại tiếp nối ngàn đời không dứt. Nay kính cáo lên Đức Thánh, cầu ngài phù hộ cho dân thành phố Hồ Chí Minh, dân cả nước Việt Nam được khang cường mạnh khỏe, ăn nên làm ra, nhân khang vật thịnh, mùa màng tốt tươi, con cháu vui vầy hạnh phúc, dân giàu nước mạnh. Lại kính xin ngài ra oai trừng phạt bọn tàn dân hại nước, vu oan giá họa người ngay, cứu vớt kẻ khốn khó khỏi oan gia nghiệp chướng. Sắp tới kỷ niệm 800 năm vương triều Đông A lên ngôi chấp chính nước Đại Việt 1225-2025, hậu duệ Trần Thanh Cảnh đã biên soạn bộ sách Hùng Khí Đông A để ca ngợi chiến công cùng đức độ của các bậc quân vương, tướng soái, quân sĩ và toàn dân Đại Việt triều đại Đông A. Xin kính dâng tấm lòng thành lên Đức Thánh, mong ngài phù hộ cho sách lan tỏa khắp nước Việt ra cả hoàn cầu, để gương sáng của các bậc tiền nhân thêm phần rạng rỡ. Những phường bất nghĩa tiêu vong, ngàn năm chỉ có anh hùng lưu danh, kính thỉnh Đức Ông Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Đức Thánh Trần về nhận lễ.